Chuyện kể Hoa Lưu Ly là bộ phim cổ trang mới nhất của Tencer lên sóng trong năm 2023 với sự góp mặt của Mạnh Tử Nghĩa và Từ Chính Khê. Nữ chính Hoa Lưu Ly là con gái của hộ quốc đại tướng quân, từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người, tài giỏi võ nghệ. Bề ngoài đây là một cô quận chúa dịu dàng thướt tha, thế nhưng ẩn giấu bên trong chính là tính cách ương bướng khó chiều, thích phá phách và nghịch ngợm. Sau đó, Hoa Lưu Ly được hoàng đế lựa chọn trở thành thái tử phi của Minh Hạo, thái tử rất được vua cha sủng ái. Một mặt, hoàng đế muốn gắn kết thông gia với Hoa gia, gia tộc hết mực trung thành với đất nước. Một mặt chính là muốn tìm người quản lý tính cách ương bướng của con trai mình. Chính vì vậy, Minh Hạo và Lưu Ly bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy thú vị. Hai con người như nước với lửa, tưởng như không thể dung hòa, đến cuối cùng lại cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.